Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin nóng xe buýt ngày hôm nay: thực trạng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Tâm Như khoe dáng đỉnh ồn ào đấu tố. Thực trạng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Tâm Như khoe dáng đỉnh ồn ào đấu tố là một số tin nóng của xe buýt. Mới đây, một người tự xưng là nhân viên võ thuật lên tiếng tố đoàn phim, nhắc niệm Quang Sơn vô trách nhiệm. Người này cho biết trong lúc quay chụp đã bị thương, đoàn phim bồi thường 6.000 tệ cho chi phí y tế, sau đó phớt lờ mà không có ý định bồi thường phí thất nghiệp. Anh ta đã đâm đơn kiện phía đoàn phim. Phim nhắc niệm Quang Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính. Nhiếp ảnh gia Nhiễm Vận vừa đăng bài lên án một đoàn đội nghệ sĩ đang nợ tiền chi phí chụp ảnh trong năm nay. Cô cho biết đoàn đội đó không phải hoang ngu, cho nên Ngô Cẩn Ngôn và Bạch Lộc không nằm trong danh sách bị nghi ngờ. Ngay lập tức, cư dân mạng đã liệt kê danh sách những nghệ sĩ đã chụp ảnh trong năm nay, bao gồm Châu Giả, Phương Sở Nhiên, Mạnh Tử Nghĩa, Trúc Tự Đan, Chu Khiết Quỳnh, Trương Tuệ Văn, Lưu Tá Ninh. Chiếu sáng anh Sưởi ấm em do Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi đóng chính, kết hợp hôm qua và điểm Dubai là 7,2 với gần 95.000 được đánh giá. Gần đây, cư dân mạng xôn xao thông tin Đàn Kiện Thứ và Trương Tịnh Nghi sẽ hợp tác trong bộ phim điện ảnh Phương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần. Tháng 12 này sẽ khởi quay. Đáng chú ý, Trương Tịnh Nghi sẽ thoát khỏi hình tượng trong sáng, thuần khiết để thủ vai một bà mẹ đã hơn 30 tuổi và có hai đứa con. Một bộ phận người hâm mộ tỏ ý phản đối Trương Tịnh Nghi tham gia vì đoàn phim có nhiều thứ không tốt và hình tượng nhân vật của bộ phim không phù hợp với nữ diễn viên. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Không nằm ngoài dự án, bộ phim này đã nhanh chóng thu về mức rating tăng theo từng tập. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được vô số lời khen. Triệu Lệ Dĩnh từng cho biết cô đã bố nhắc nhẹ vì quá nhập tâm, ông sợ con gái mình sẽ không thoát vai được và nói chuyện với bố như trong phim. Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như khiến công chúng phát sốt khi đăng loạt ảnh đẹp lung linh. Trong ảnh có thể thấy thân hình mảnh mai cùng nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung của Lâm Tâm Như ở tuổi 46, khiến không ít người phải xích xoa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.